Chiều ngày 18 tháng 4, Hội Doanh nghiệp huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị họp ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đặng Quang Thủy, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện chủ trì hội nghị. Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện mới thành lập còn nhiều khó khăn nhưng Hội Doanh nghiệp huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước củng cố xây dựng hội không ngừng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có gần 15 doanh nghiệp, đến nay, huyện có hơn 800 doanh nghiệp với đủ các loại hình tổ chức và thành phần kinh tế ở khắp các xã, thị trấn. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần đem lại việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng trên người, trên tháng. Một số doanh nghiệp đã và đang giữ vai trò quan trọng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, đóng góp cho ngân sách nhà nước và hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng đồng hành cùng chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tại hội nghị, các thành viên của Hội Doanh nghiệp huyện đã được thông qua các nội dung bao gồm kết quả thu, chi tài chính của hội, tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 quay trở lại, tháo gỡ tình trạng phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp trên địa bàn và đặc biệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Các thành viên của hội đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh trong từng lĩnh vực cho doanh nghiệp, lập trang thông tin thương mại, xây dựng sản phẩm, đào tạo nâng cao trình độ về chuyển đổi số. Hội nghị họp ban chấp hành hội nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, khẳng định thương hiệu, năng lực cạnh tranh thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà, cùng nhau đoàn kết, hợp tác, nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh trên các thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.